những câu chuyện lịch sử vẫn được những người đi trước kể lại cho thế hệ hậu sinh. Kể lại không phải để khắc sâu hận thù, không phải để khơi lại nỗi đau, mà để trân quý hơn cuộc sống hòa bình. Làm gì có những cây vô danh dọc cánh rừng biên giới, loài cỏ cây nào cũng có tên như người dân lầm lũi, dù thiếu chữ, thiếu ăn, bút giá ở vùng biên. Sao vẫn còn những ngôi mộ không tên? Mường Khương, Vị Xuyên, Yên Minh, Trà Lĩnh, những nẻo đường đuổi kẻ thù về bên kia biên giới. Nén hương thơm chưa khói khắp vùng cao. Mùa hè năm 1984, mặt trận Vị Xuyên nóng bỏng, đội tuyên văn F-356 tạm giải thể để phục vụ chiến đấu. Tôi được giao chăm sóc thương binh và hỗ trợ công tác tử sĩ sau trận đánh cao điểm 772 ngày 12 tháng 7. Trong một lần tìm thông tin cá nhân của người đồng đội hy sinh để ghi tên, tuổi, quê quán lên bia mộ, tôi chỉ tìm thấy trong túi áo ngực tờ giấy từ vỏ bao thuốc lá Sapa thấm máu. Mở tờ giấy, phía trên nhòe cùng màu xanh của mực và màu đỏ của máu, tôi đọc được dòng chữ "Mẹ kính yêu". Phía dưới là máu thấm khô trên trang giấy trắng. Có thể đây là bức thư người đồng đội chưa kịp hoàn thành. Tôi nghẹn lòng nhớ tới mẹ mình và nghĩ về mẹ của đồng đội. Tối hôm đó, ngồi bên những nấm mộ mới đắp cho anh em, tôi viết tiếp bức thư bằng những câu hát. Không giấy bút, không đàn đệm, nghĩ được câu nào hát câu ấy. Lá thư viết cho mình và cho đồng đội hy sinh, thầm mong thư về với mẹ. Để xin phép bố là để xin phép Vinh để chuyển đưa ông về quê các con cháu hiện trong sóc hương khói. Hôm nay thì tại phần mộ bố thì có các anh là đồng đội của bố và có anh đại diện của Sở Lao động Thương binh Xã hội, anh Võ Văn Tám là phó giám đốc sở, là xin phép là thắp cho bố nén nhang và sau khi cùng các anh em thắp cho bố nén nhang và sau khi thắp nhang xong thì anh em sẽ đứng mặt niệm một phút mẹ. Lời nguyện thề vì đất nước trong lòng, thư về với mẹ. Non sông sạch bóng thù, con sẽ về. Tổ quốc và quê hương, con đã hiểu thiêng liêng từng tấc đất. Hà Giang, cuộc chiến giành lại biên cương. 40 năm các con ở đây quê hương Vĩnh Long của tụi con, hôm nay anh em tụi con cùng với các anh các chị, con của bác Vinh, đồng đội của bác đến thăm quê hương. Để xem như là đêm nay nữa là ông Vĩnh Long sẽ chia tay bác Vinh để bác về với quê hương Thái Bình. Chúng con xin một niềm thank you.
sĩ. Hôm nay có gia đình của liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh cùng các đồng đội, anh em ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đến đây để trước là viếng các mẹ, các anh, các chú, các cô, các anh hùng liệt sĩ, sau để xin phép đưa liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh hài cốt di chuyển về quê. Tôi tên là Phạm Hải Đăng, thay mặt Hội đồng hương tỉnh Thái Bình tại thành phố Vĩnh Long. Sự kiện đưa hài cốt liệt sĩ về quê, chúng tôi có một vòng hoa để kính viếng. Là con của liệt sĩ hả? Là em phải không? Em là chị gái hả? Chị của dạ dạ. Là lúc bố đi nữa đó, chị em mấy tuổi? 7 tuổi chắc cũng người cũng không biết rồi. Em cũng không biết đấy ạ. Em lúc là nhà gia đình cũng là cũng có phân tang đấy. Dạ. Em cũng 3 tháng 10 ngày là đeo khăn gói. Bé nói chung là lúc đấy cũng chỉ biết là bố mất thôi, nhưng mà chưa biết khóc, chưa biết gì. Dạ. Bé bản thân hiểu. Dạ. 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 Chưa hiểu. Lúc mà cuộc sống hiểu là bố em rất là hợp với em đấy. Dạ. Bố thì thương là thương con gái là chắc chắn. Dạ dạ. Em cũng chỉ nhớ lại cái không nhớ được giọng nói của bố, nhưng mà hình ảnh ông lúc còn lúc còn sống á, còn tấm hình nào để kỷ niệm cho anh chị không? Có, em có giữ, nhưng mà không có ảnh của gia đình, nhưng có cái ảnh di ảnh. Dạ dạ. Quý lắm mà, là vẫn quý lắm. Là cùng phòng quý quá. Với nhau từ năm đầu đại học. Thế là cùng giờ là 27 học đại học. Cho nên là 27 là đi là Thảo, Nga, Thủy và Hương là năm trong rất nhiều người bạn thân mà ăn ở phòng đó với nhau. Dạ. Trong gần năm đại học. Dạ. Ra trường rồi thì đây cũng là dạ. Quý quá. Không có hệ thân thiết. Thì là vui buồn cũng như các anh trong này đấy, đồng hương Thái Bình đấy, thì chúng em vậy đấy, vui buồn là chúng em phải có nhau. Rồi cái kỷ niệm này là cũng tuyệt vời. Anh là con thứ hai của bác à? Của dạ, bác vâng. Trong gia đình thì ông bà có hai người con. Dạ. Chị người thân Thanh Hương là chị của Hùng. Dạ. Chị Hùng thì 16. Dạ. Là con trai. Dạ. Con thứ hai trong gia đình là con trai. Rồi lúc ông mất là lúc đó anh mấy tuổi, ông đi hy sinh á? Ông hy sinh năm 1984 ở Campuchia, thì lúc đấy Hùng ở quê đi học, lúc đấy 6 tuổi. Vâng, 6 tuổi bắt đầu là lớp 1. Có thể lường trước được là sau cái đợt đấy ông đi vào đơn vị đi công tác và ông hy sinh. Đấy là kỷ niệm nhớ. Vâng. Chúc chị Thế Anh đưa ông về quê được thuận lợi, được tốt đẹp. Thank you.
có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tiên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre, chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, mùa hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, mùa hoa đỏ trước hoàng hôn. Mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tiên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre, chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên, rừng xa rực cháy lên, màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, xuống rực cháy lên, mùa hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên, mùa hoa đỏ trước hoàng anh đi không bao giờ trở lại. Giọt máu đỏ tô thắm người
trang xưa, cho đất nước truyền mình trong cuộc hồi sinh. Bước quân hành lấp lánh sao đêm, ba lô nặng sắc mùi đạn khói. Tuổi thanh xuân bao khát khao đi tới, giữ bình yên cho tổ quốc yêu thương. Quyết lên đường bảo vệ quê hương, lướt khói bom sông lên diệt thù. Truyền thống cha ông ngàn năm còn đó, ngọn cờ phất cao kiêu hãnh tự hào. Tuổi đôi mươi rạng rỡ ánh sao, với tình yêu khát khao chờ đợi. Bao gương mặt chưa kịp quen đồng đội, anh đã về miền đất lạnh biên cương. Suốt tháng năm chỉ còn lại khói hương, tình yêu lớn đã hòa vào lòng đất. Tên các anh khắc ghi mãi mãi trong trang sử vàng khắp bờ cõi non sông. Anh đi không bao giờ trở lại, giọt máu đỏ tô thắm người trang xưa, cho đất nước truyền mình trong cuộc hồi sinh. Bước quân hành lấp lánh sao đêm, ba lô nặng sắc mùi đạn khói. Tuổi thanh xuân bao khát khao đi tới, giữ bình yên cho tổ quốc yêu thương. Quyết lên đường bảo vệ quê hương, lướt khói bom sông lên diệt thù. Truyền thống cha ông ngàn năm còn đó, ngọn cờ phất cao kiêu hãnh tự hào. Tuổi đôi mươi rạng rỡ ánh sao, với tình yêu khát khao chờ đợi. Bao gương mặt chưa kịp quen đồng đội, anh đã về miền đất lạnh biên cương. Suốt tháng năm chỉ còn lại khói hương, tình yêu lớn đã hòa vào lòng đất. Tên các anh khắc ghi mãi mãi trong trang sử vàng khắp bờ cõi non sông. Tên các anh khắc ghi mãi mãi trong trang sử vàng khắp bờ cõi non sông. Thank you.
kính dâng lên hương hồn anh những đài hoa sen ngát thơm, những nén nhang đang tỏa ngát cõi đời mênh mang, tưởng nhớ công ơn người liệt sĩ chân quý lý, người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chính xa trên trận tuyến thầm lặng đã viết nên trang sử hào hùng. Ngày ấy khi quê hương còn chìm trong bóng giận, anh xung phong về phát diệm ria tù cùng đồng đội và nhân dân chung một ý chí. Bao chiến công, phẩm chất của anh luôn sáng ngời khi luôn sâu trong lòng mình. Và lúc hiểm nguy sao bao ngày rằng anh vẫn một lòng chiến đấu xuống kia. Ngày ấy thì quê hương còn chỉ trong bóng rằng anh xung phong về phát diện ria tù cùng đồng đội và nhân dân chung một ý chí. Bao chiến công, phẩm chất của anh luôn sáng ngời khi luôn sâu trong lòng mình. Và lúc hiểm nguy xa bao thay rằng anh vẫn một lòng chiến đấu chung yên. Anh ngã xuống cho hôm nay và mãi sau. Những thế hệ con em Ninh Bình mãi mãi noi gương. Thành lập ban tổ chức lễ tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh, Ủy ban nhân dân xã Đông Tân căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 14 tháng 9 năm 2020 về ưu đãi người có công với cách mạng, điều 157-159 xét đề nghị của công chức lao động thương binh xã hội, quyết định điều 1 thành lập ban tổ chức lễ tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh gồm các ông bà có tên sau đây: 1 ông Lại Văn Long, chủ tịch ủy ban xã, trưởng ban; 2 ông Nguyễn Tiến Chiến, phó chủ tịch ủy ban xã, phó ban; 3 ông Phạm Văn Đồng, công chức lao động thương binh xã hội, phó ban; 4 ông Phạm Như Quỳnh, chỉ huy trưởng quân sự, phó ban; 5 ông Vũ Đăng Khoa, chủ tịch hội cựu chiến binh thành viên; 6 ông Bùi Quang Anh, văn phòng hội đồng dân, ủy ban dân thành viên; 7 ông Vũ Hoàng Phong, công chức văn hóa xã hội thành viên; 8 bà Nguyễn Thị An, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã thành viên; 9 ông Nguyễn Đức Toản, chủ tịch hội nông dân thành viên; 10 bà Quách Thị Trinh, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã thành viên; 11 ông Ngô Thanh Hồng, bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành viên; 12 ông Lê Văn Sử, bí thư chi bộ thôn Vĩnh Ninh thành viên; 13 ông Lý Văn Ba, trưởng thôn Vĩnh Ninh thành viên; 14 ông Đỗ Thế Thịnh, chi hội trưởng cựu chiến binh thôn Vĩnh Ninh thành viên;
15 ông Nguyễn Đình Thời, bí thư chi đoàn thôn Vĩnh Ninh thành viên. 16 bà Quách Thị Nở, chi hội phụ nữ thôn Vĩnh Ninh thành viên. 17 bà Đặng Thị Thanh Hải, đại diện gia đình là vợ liệt sĩ thành viên. 18 ông Nguyễn Việt Hùng, trưởng nam thành viên. Điều 2, ban tổ chức lễ tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh có nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức lễ trang nghiêm, chú đáo, đảm bảo các nghi thức theo quy định, thể hiện được truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của người quê hương và dân tộc. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký văn phòng ủy ban xã công bà có tên tại điều 1, gia đình thân nhân liệt sĩ và các tập thể cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ủy ban xã, chủ tịch đồng chí Lại Văn Long đã ký. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin công bố chương trình lễ tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh như sau. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, ủy ban nhân dân xã Đông Tân, chương trình lễ tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh. Ban tổ chức và gia đình xin trân trọng kính báo liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh, quê quán xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, sinh năm 1948, nhập ngũ tháng 9 năm 1965, cấp bậc chức vụ là phó trưởng ban tác chiến sư 330 quân khu 9, hy sinh ngày 29 tháng 7 năm 1984, nơi hy sinh tại Campuchia, nơi an táng ban đầu tại nghĩa trang An Đông 2, Pai Linh, Bát Đông Quang, Campuchia. Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh đã được di chuyển từ nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long, lễ nhập quan vào hồi 16 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2022, tức ngày 27 tháng 9 năm Nhâm Dần, và lễ viếng và từ 16 giờ 30 cùng ngày. Lễ truy điệu vào hồi 15 giờ 30 ngày 23 tháng 10 năm 2022, tức ngày 28 tháng 9 năm Nhâm Dần. Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Đại Nghĩa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ban tổ chức và gia đình trân trọng kính báo để các quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các gia đình thông gia, liên gia, bạn bè, thân bằng cố hữu của gia đình cùng toàn thể cán bộ và nhân dân được biết đến thăm hỏi, dâng hương và tiễn đưa liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh về nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng được kính báo thay mặt ban tổ chức, trưởng ban, đồng chí chủ tịch Lại Văn Long đã ký. Thay mặt cho ban tổ chức, chương trình lễ nhập quan cho liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh sau đây là chương trình lễ phúng thơm của gia đình. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng phúng nước. Xin kính mời đội tiếp binh về vị trí. Chuẩn bị đi. Cầm lên. Tháng bảy về sao nghe nhói trong tim, như dáng hình anh ra đi ngày đó, gửi lại quê em mối tình đau vương ngò, hẹn ngày về cưới tặng mẹ nàng dâu. Anh đi rồi mẹ thao thức đêm thâu, anh đèn khuya ngóng tin từ tuyến lửa. Hòa bình rồi nhưng anh không về nữa, để chẳng buồn qua khe cửa vỡ tan. Tháng bảy về nước mắt mẹ chờ mong, tuổi 20 hoa sao vàng bất tử, máu của anh thành dòng sông hoa đỏ, thấm đất làng xanh bãi mía nương dâu. Tháng bảy rồi mà anh mãi ở đâu, mọi mòn trông mẹ về nơi xa lạ. Lúc ra đi lời mẹ từ sâu thẳm nhói tim buồn, con thấy mẹ tìm anh. Thank you.
Tháng bảy về sao nghe nhói trong tim, nhớ dáng hình anh ra đi ngày đó, gửi lại quê mối tình đâu vừa ngỏ, hẹn ngày về cưới tặng mẹ nàng dâu. Anh đi rồi mẹ thao thức đêm thâu, ánh đèn khuya ngóng tin từ tuyến lửa, hòa bình rồi nhưng anh không về nữa, để trắng buồn qua khe cửa vỡ tan. Tháng bảy về nước mắt mẹ chờ mong, tuổi 20 hoa sao vàng bận từ, máu của anh thành dòng sông hoa đỏ, thấm đất làng xanh bãi mía nương dâu. Tháng bảy rồi mà anh mãi ở đâu, mỏi mòn trông mẹ về nơi xa lắm. Lúc ra đi lời mẹ từ sâu thẳm nhói tim buồn, con thay mẹ tìm anh. Tháng bảy về nước mắt mẹ chờ mong, tuổi 20 hoa sao vàng bận từ, máu của anh thành dòng sông hoa đỏ, thấm đất làng xanh bãi mía nương dâu. Tháng bảy rồi mà anh mãi ở đâu, mỏi mòn trông mẹ về nơi xa lắm. Lúc ra đi lời mẹ từ sâu thẳm nhói tim buồn, con thay mẹ tìm anh. Lúc ra đi lời mẹ từ sâu thẳm nhói tim buồn, con thay mẹ tìm anh. Chưa nơi đâu trên thế gian này chiến tranh kéo dài và khốc liệt như ở Việt Nam. Chiến tranh trải suốt 30 năm, hàng triệu người đã ngã xuống đánh đổi cuộc sống của mình cho đất nước trường sinh bất tử. Một dân tộc chiến thắng bao giờ cũng phải trả bằng cái giá mồ hôi xương máu của các thế hệ. Đất nước và nhân dân không bao giờ quên những người anh hùng đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho lý tưởng cao cả. Sự hy sinh đến tột cùng của những người đã ngã xuống trở thành ngọn đuốc thiêng cháy sáng mãi trong mỗi người Việt Nam chúng ta. Lại nhớ đêm hành quân mưa, tráng thư cùng đưa
trắng giữa nơi đây. Rất thẳng ngay vẫn xếp theo hàng, cứ ngỡ như đoàn quân năm ấy giờ lặng im nằm lại cùng nhau. Tổ quốc tôi cờ đỏ vàng sao, càng tiếc thương dâng trào sông núi. Từng cái tên hôm nay ai gọi, đồng đội ơi đợi mãi trả lời. Lại nhớ một thời gian khó, đã từng sương gió đạn bom. Lại nhớ bao chiều hoàng hôn xa quê càng thương cha mẹ. Lại nhớ bao lần lặng lẽ sẽ chia nói khẽ chuyện yêu. Nằm đây để lại bao điều, một cõi nhớ còn theo không phai. Lại nhớ nụ cười thân thiết, những bài thơ viết ngày xưa. Lại nhớ đêm hành quân mưa, tráng thư cùng đưa nhau đọc. Lại nhớ thăm quê nhau. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, chiến tranh đã đi qua, thời gian đã làm lành những vết thương trên da thịt. Quá khứ của những ngày tháng lầm than của dân tộc đã nhường chỗ cho niềm vui hạnh phúc, màu xanh của ruộng đồng, rừng cây, nhà máy đã lấp kín những hố bom. Nhưng trên mảnh đất này vẫn còn đó nỗi đau của những nạn nhân chất độc màu da cam, của những người lính khi trở về đã để lại nơi chiến trường một phần cơ thể. Làm sao kể hết chiến công và sự hy sinh của các anh, các chị, những người đã làm rạng danh đất mẹ Việt Nam anh hùng. Trải suốt chiều dài của lịch sử dựng nước và giữ nước, bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã ngã xuống, quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh. Trước vận mệnh nguy nan của dân tộc, lớp lớp thanh niên đã không hề quản ngại, phục vụ chiến đấu, anh dũng chiến đấu và lao động trong điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ. Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và lực lượng thanh niên xung phong đã lập nhiều thành tích vẻ vang, viết nên truyền thống hào hùng trong trang sử chói ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng vạn người đã anh dũng hy sinh, hàng chục ngàn người còn mang thương tật, nhiều gia đình còn mang nặng nỗi đau của chiến tranh. Có rất nhiều anh, nhiều chị đã hiến dâng tròn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, mà hôm nay và mãi mãi về sau, các thế hệ đời đời ghi nhớ. Hỡi các anh, các chị, các đồng chí, những người con của đất Việt yêu thương, đã ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, theo tiếng gọi của bầu máu nóng con tim, tạm gác những tình cảm riêng tư, tạm gác những ước mơ bình dị, vì kẻ thù xâm lược đã anh dũng kiên cường trên mọi mặt trận, đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau, để cho đất nước thống nhất,
Bắc Nam sum họp một nhà. Và rồi khi chiến tranh đi qua, có biết bao người anh, người chị đã không bao giờ trở lại. Những con người mãi mãi tuổi thanh xuân, những người yêu thương đã không bao giờ được nhìn thấy các anh, các chị trở về. Khi các anh ra đi, mẹ đã bao lần nuốt nước mắt vào trong để mong các anh chân cứng, đá mềm. Và bây giờ, mẹ còn đâu nữa nước mắt để chờ ngày gặp mặt. Sự hy sinh mất mát cao cả đó luôn sống mãi trong lòng nhân dân, trong lòng dân tộc, trong thế hệ hôm nay và mai sau. Kính thưa các anh, các chị, mỗi lần đến dâng hương trước anh linh các anh, các chị là mỗi lần khắc sâu thêm cho chúng tôi bao điều nhắc nhở, bao ước mơ về sự nghiệp, tương lai mà các anh, các chị chưa thực hiện được. Chúng tôi quyết chí làm tròn. Noi gương các anh chị, chúng tôi nguyện đem hết trí tuệ và sức lực của mình để xây dựng và bảo vệ quê hương muôn vàn lần yêu quý. Tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hôm nay, trong không khí trang nghiêm của cả dân tộc đang hướng về lễ kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thế hệ trẻ xin kính cẩn dâng vòng hoa tưởng niệm, xin thắp nén hương, ngọn nến tri ân tình đồng chí, xin kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn các chị, các anh. Con vào nghĩa trang thắp hương viếng mộ, sau chiến thắng 75 nước nhà đoàn tụ, bộ hằng mong mà lại không về. Mùa khô rồi cỏ ngã vàng hoe, đơm bông trắng kết vành quanh mộ. Cả cuộc đời gắn bó với hàng quân, nay ngã xuống vẫn nằm bên đồng chí. Là chính ủy, bố vẫn là chiến sĩ, vẫn trước sau anh bộ đội cụ Hồ. Chưa lúc thư nhàn bố kể chúng con nghe, hồi ở chiến khu đông triều kháng Nhật, vào trận đánh hãy còn lo súng giật, đứng lên giành lại đất quê nhà. Chưa lúc thành thơi bố kể những ngày qua, hồi đánh Pháp nằm hầm bí mật, áo chân thủ sợi đôi bay lên cùng tổ quốc. Chuyện Trường Sơn kể thế nào hết được những chiến công và những hy sinh. Tính những ngày bố sống với gia đình, 30 năm dồn về mấy tháng, đời mấy bận ngủ hầm cơm năm, mấy cuộc trường kỳ không tuột dép cao su, cả gia tài gom trong chiếc ba lô, vào Trường Sơn có thêm chiếc gậy, hành trang lính giản đơn như vậy đủ dùng cho suốt cả cuộc đời. Vào mùa khô cỏ ngã vàng rồi, như cỏ mùa khô Trường Sơn năm ấy, trong
gió lạnh hương trầm đượm cháy, khói thơm như từ đất bay lên. Biết tính người qua đánh Pháp 9 năm, nắm cơm chia đều đồng đội. Ở Trường Sơn đêm ngày bom Mỹ rồi, khi đói nhường nhau lương khô chiến trường. Nay viếng người trong cõi khói hương, con thấp nhớ thương đến những người nằm bên cạnh. Trong gian khổ đã cùng chung ấm lành, nay chút hương thơm cần đến đủ mọi người. Mới đó thôi mà dĩ vãng rồi, đêm tháng chạp 72 rung trời Hà Nội. Ở chiến trường ra rất vội, bố đánh xe lên sơ tan thăm nhà. Gói lương khô dành để biếu bà, vải cho mẹ ở nhà may áo. Lúc trở vào lên xe rồi còn quay lại bảo, đánh Mỹ xong bố về, đừng nóng lòng khi thấy vắng thư. Chiều mưa đồng rạ trắng, đất Tề sông quạnh vắng. Ngồi kín dưới nhà danh, nghe gió lùa áng lặng. Chiều mưa đường số 5, đôi mắt sao đăm đăm, chứa cả trời mây nặng, miền Việt Bắc xa xăm. Ôi núi rừng thương nhớ, rét mướt đã 2 năm, chiều mưa ngàn mai nở, hoa phới bay màu xuân. Bếp sàn gây ngọn lửa, chén trà ngát tình dân. Chiều mưa lùa các cửa, ngày bộ đội hành quân. Mẹ già không nói nữa, nước mắt nhìn rân rân. Còn nhớ những ngày ấy, những
sạch rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh. Và cha nằm ôm con, sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng hôn con. Và cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ. Rách sao cho thương những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm.
kể từ quan hương linh mục liệt sĩ Nguyễn Hải Trung, kể từ ban tổ chức lễ tang, từ gia đình Giang Quyến nhận được tin ông Nguyễn Hải Trung đại giá từ trần gian về quy tiên nơi cửa Phật. Sự ra đi của ông là nỗi mất mát tiếc thương vô cùng lớn lao đối với đại thân nhân gia đình Giang Quyến. Nhận lời mời của gia đình, dàn kinh nhạc bằng loan kính xã Thủy Thanh chúng con về đây, xin được thành tâm gửi tới đại thân nhân gia đình Giang Quyến lời chia buồn sâu sắc nhất, cùng xin được nhất tâm nguyện cầu cho con hương linh hồn của người liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh được thanh thản an nghỉ rất dài ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng. Và giờ này đây xin được kính mời một chị đại diện trong đoàn lên thắp cho ông một tuần hương lễ sơn hương của dàn kinh nhạc bằng lăng tín chúng con xin phép được bắt đầu. Để tưởng nhớ tới công lao to lớn của người liệt sĩ cách mạng Nguyễn Hải Vinh, dàn kim nhạc chúng con xin được kính dâng lên hương hồn liệt sĩ qua nhạc phẩm Vì Nhân Dân Quên Mình và Hát Mãi Khúc Quân Hành. Xin được kính dâng về người liệt sĩ đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Lời dâng hương của dàn kim nhạc bằng lăng tín chúng con
đến từ huyện Thái Thủy xin được tiếp lại tại đây. Chúng con xin cảm ơn ban tổ chức lễ tang và gia đình đã tạo mọi điều kiện để cho đoàn thi nhạc chúng con được cử hành nghi lễ dân hương một cách trang nghiêm và thành kính. Giờ phút biệt ly sắp đến, đoàn chúng con xin được cúi đầu vĩnh biệt ông. Hương hồn liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh, kính thưa ban tổ chức lễ tiếp nhận và an táng liệt sĩ, kính thưa toàn thể nhân dân có mặt trong buổi lễ hôm nay. Hơn 38 năm qua, đồng chí Nguyễn Hải Vinh yên nghỉ nơi mảnh đất rực lửa của chiến tranh, trong tình thương yêu đùm bọc của các nước bạn Campuchia, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay đảng bộ, chính quyền, quê hương, gia đình đón đồng chí trở về quê mẹ, nơi đồng chí đã được nuôi dưỡng trưởng thành. Đoàn đại biểu thay mặt cho 364 cán bộ hội viên Hội Cựu Chiến binh xã nhà tới gia đình ta, trước anh linh xin được dâng nén hương thơm bày tỏ tấm lòng thành. Tôi xin trân trọng giới thiệu ba đồng chí lên đặt vòng hoa và lễ viếng. Tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí trong ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh xã lên thắp tuần nhang thứ nhất. Xin kính mời. Đại diện cho chi hội cựu chiến binh thôn Vĩnh Ninh lên thắp tuần hương thứ hai, xin kính mời. Bay chúng tôi thầm lặng những ngày hành quân cùng nhau nắng trải mưa dầm, chiến trường ác liệt tất gan mất còn, nghĩa tình đồng đội sắc son ở đi như mãi vẫn còn bên nhau. Xin chia sẻ nỗi mất mát lớn lao cùng gia đình, cầu chúc đồng chí nơi xuôi vàng yên giấc nghỉ ngàn thu. Vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Hải Vinh, về nơi yên nghỉ cuối cùng tôi đề nghị tất cả các đồng chí dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu.
đã đến giờ tổ chức lễ đón nhận truy điệu và tiễn đưa hương hồn hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh về nghĩa trang liệt sĩ Đại Nghĩa huyện Đông Hưng. Thay mặt cho ban tổ chức, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng thân nhân gia đình và toàn thể nhân dân về trước linh cữu liệt sĩ, đứng dậy làm lễ cho cờ. Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý, kính thưa toàn thể nhân dân, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của toàn thể nhân dân về chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa nhưng thân thể của các anh hùng liệt sĩ vẫn còn nằm trên các chiến trường. Ngày hôm nay chúng ta đang được sống trong môi trường hòa bình, ổn định thì công tác quy tập và đón nhận hài cốt liệt sĩ về với quê hương luôn được sự mong mỏi của thân nhân gia đình. Cùng chung tâm nguyện này, ngày hôm nay 23 tháng 10 năm 2022, tức ngày 28 tháng 9 năm Nhâm Dần, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân xã Đông Tân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các cán bộ chính quyền cơ sở thôn Vinh Ninh, thân nhân gia đình, đồng đội, bạn bè, bà con lối xóm long trọng tổ chức lễ đón nhận và truy điệu hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh, sinh năm 1948, quê quán thôn Vinh Ninh, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Nhập ngũ tháng 9 năm 1965, vào Đảng tháng 9 năm 1968, chính thức tháng 9 năm 1969, cấp bậc chức vụ trước khi hy sinh, thiếu tá, phó ban tác chiến sư đoàn 330 quân khu 9. Đồng chí hy sinh ngày 29 tháng 7 năm 1984 và được an táng tại An Đông, Bay Linh, Bắc Bông Bông, Campuchia. Về dự buổi lễ hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có các đoàn đại biểu đại diện cho Tòa án dân tối cao do đồng chí Nguyễn Chí Công, Đảng ủy viên, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, đồng chí Phạm Hồng Quyền, Đảng ủy viên, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng. Thay mặt cho ban tổ chức, xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu của cán bộ đại diện cho thường trực Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ban ngành toàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn đại biểu của thôn cùng các đồng chí đại diện cho chi bộ, chính quyền, đoàn thể cơ sở thôn Vinh Ninh, đồng đội, bạn bè và con lối xóm, thân nhân gia đình liệt sĩ về dự đông đủ. Kính thưa hương hồn liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh, kính thưa các quý vị đại biểu, các quý, kính thưa toàn thể nhân dân, về dự buổi lễ hôm nay, các đoàn đại biểu có nén hương thơm dâng lên với liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh, thể hiện tấm lòng thành kính tri ân với bao tình cảm xa cách gần 40 năm qua, hôm nay mới được đón nhận đồng chí về với quê hương đất mẹ. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho Tòa án dân tối cao, đại diện cho thường trực Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Tân và các ban ngành đoàn thể lên dâng hương tri ân lần thứ nhất. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Minh Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân xã, đồng chí Lại Văn Long, Chủ tịch Ủy ban dân xã, đồng chí Phạm Công Thụy, Phó Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Tiến Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban xã và đồng chí Phạm Hồng Quyền, đồng chí Nguyễn Chí Công, Đảng ủy viên thường vụ ban pháp chế quản lý khoa học lên dâng hương lần thứ nhất. Xin trân trọng kính mời.
ban cho ban tổ chức cũng như xin trân trọng giới thiệu các đồng chí cán bộ trưởng các ban ngành đoàn thể của ủy ban xã Long Tân lên dâng hương, xin trân trọng kính mời đoàn. Làm theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho chi bộ, chính quyền, đoàn thể cơ sở thôn Minh Ninh lên dâng hương lần thứ 3. Xin trân trọng kính mời đoàn. Theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu kính mời đoàn đại biểu đại diện cho đồng đội, đại biểu đại diện cho thân nhân gia đình lên dâng hương, xin trân trọng kính mời đoàn. Làm theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lại Văn Long, chủ tịch ủy ban xã lên đọc lời biếu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn liệt sĩ Nguyễn Hải Bình, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân có mặt trong buổi lễ trang trọng này. Đất nước ta đã trải qua những năm tháng kháng chiến chống giặc ngoại xâm lâu dài và khốc liệt. Hàng triệu người Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự mất mát hy sinh là vô cùng to lớn và không có gì bù đắp được. Trong những năm tháng ấy, biết bao ông bố, bà mẹ, tiến con, bao người vợ, tiến chồng ra tiền tuyến, rồi chờ đợi, nén đau thương chịu đựng khi những người thân yêu nhất của mình ra đi và không bao giờ trở lại. Các anh, các chị đã hy sinh anh dũng và nằm lại trên khắp các chiến trường. Thân thể của các anh, các chị đã hòa vào lòng đất mẹ yêu thương. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, nhìn lại chặng đường mà Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta đã đi qua với những trang sử hào hùng và những mốc son chói lọi, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Tân tự hào đã có những đóng góp to lớn, là một trong 4 xã điển hình và là xã tiêu biểu của huyện Đông Hưng về đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến. Trong những năm tháng chiến đấu khốc liệt nhưng vô cùng vẻ vang ấy, trong cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Tân đã tiễn đưa hàng nghìn lượt người con quê hương lên đường, có mặt trên khắp chiến trường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong số đó, nhiều gia đình có 2-3 người con xung phong ra trận, có những gia đình có cả 2 thế hệ cha và con cùng chiến đấu trên một chiến hào. Hàng chục gia đình có từ 2-3 người con đã anh dũng hy sinh.
sự hy sinh mất mát và những chiến công to lớn của các anh đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của quê hương Đông Tân. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, tổng kết trong các cuộc chiến đấu, xã Đông Tân có 88 thương binh, 53 bệnh binh, 85 đối tượng chất độc hóa học và 237 liệt sĩ, phong tặng và truy tặng 35 danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Đảng bộ và nhân dân xã Đông Tân vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng một huân chương kháng chiến hạng nhất năm 1968, một huân chương lao động hạng ba năm 1971 và 22 năm liền được tặng thưởng cờ luân lưu về thành tích chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Năm 2013, liệt sĩ Nguyễn Quang Son vinh dự được Đảng trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, trong 237 liệt sĩ của xã Đông Tân đã anh dũng hy sinh, có liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh, đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Campuchia. Kính thưa các đồng chí, liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh sinh năm 1948, quê quán xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân cơ bản, giàu truyền thống cách mạng. Tháng 9 năm 1965, khi tròn 17 tuổi, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, hăng hái xung phong lên đường tổng quân bảo vệ Tổ quốc. Và là hạ sĩ tiểu đội trưởng tiểu đội 17, trung đoàn 58, sư 308. Tại đây, tháng 9 năm 1968, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến tháng 9 năm 1970, đồng chí được thăng quân hàm trung úy, chức vụ đại đội trưởng. Tháng 10 năm 1970, đồng chí được điều về sư 330, quân khu 9, thăng quân hàm đại úy, chức vụ phó trưởng ban tác chiến sư đoàn 330, quân khu 9 và trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận phía Tây Nam. Tháng 6 năm 1982, đồng chí được cử đi học tại Học viện Sĩ quan Đà Lạt. Đến tháng 7 năm 1984, đồng chí được phong quân hàm thiếu tá, chức vụ phó ban tác chiến sư đoàn 330, quân khu 9 và là chuyên gia giúp nước bạn Campuchia. Vào ngày 29 tháng 7 năm 1984, trong trận truy quét tàn quân Buôn Đôn, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại chiến trường An Đông 2, Bai Lim, Bắc Đông Bon, Campuchia và được an táng tại nghĩa trang An Đông 2, Bai Lim, Bắc Đông Bon, Campuchia. Sau một thời gian, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, trong suốt thời gian 19 năm chiến đấu trên khắp chiến trường và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh đã được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng 3 huân chương chiến sĩ giải phóng, 2 huân chương chiến sĩ vẻ vang và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Kính thưa các đồng chí, về được cuộc sống gia đình, sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, đồng chí được đơn vị cho nghỉ phép về địa phương xây dựng gia đình với bà Đặng Thị Thanh Hải, quê quán xã Đông Lĩnh, nay là xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và sinh được 2 người con, một trai, một gái. Liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh hy sinh trong khi người con trai thứ hai mới tròn 6 tuổi. Nỗi đau thương mất mát đè nặng lên đôi vai người vợ. Song với tình yêu, lòng thủy chung son sắt và lời hứa của người vợ trước lúc tiến chồng ra trận, mặc dù hoàn cảnh lúc bấy giờ vô cùng khó khăn, song bà Đặng Thị Thanh Hải đã nén đau thương, gượng đứng lên, vừa làm mẹ, vừa làm cha, tần tảo sớm hôm nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Hiện nay, con của liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh đều đã trưởng thành và có gia đình riêng và đang công tác tại Tòa án Nhân dân tối cao. Kính thưa các đồng chí,
thưa toàn thể nhân dân, sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần tô thắm vào trang sử hào hùng, bản trường ca bất diệt của dân tộc Việt Nam. Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung, cán bộ và nhân dân xã Đông Tân nói riêng, đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, hôm nay hương hồn và hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh đã được trở về với bao tình yêu thương, lòng biết ơn vô hạn của người thân, gia đình, bạn bè và cán bộ nhân dân xã Đông Tân. Từ nay, đồng chí vĩnh viễn yên nghỉ trên đất mẹ yêu thương. Đây là sự thể hiện quan tâm của Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành về đạo lý uống nước nhớ nguồn và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa với các anh hùng liệt sĩ. Giờ đây, đứng trước hương hồn và hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh, thay mặt cho cán bộ và nhân dân xã Đông Tân, chúng tôi xin hứa tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và các gia đình có công với nước, thường xuyên quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần đối với người và gia đình người có công, góp phần xây dựng quê hương Đông Tân ngày càng giàu đẹp. Vĩnh biệt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh, xin dâng nén hương thơm với lòng thành kính. Trước lúc tiễn biệt, hương hồn liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh về nơi an nghỉ cuối cùng, xin đề nghị tất cả các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Chương trình thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Việt Hùng, con trai của liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh, thay mặt gia đình có đôi lời cảm ơn, xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo tòa án tối cao, đồng chí đại diện lãnh đạo xã Đông Tân, kính thưa các phụ công, các bà, các anh chị em, bố tôi là liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh, tên thường gọi Nguyễn Viết Vinh, sinh năm 1948, nhập ngũ tháng 9 năm 1965, chức vụ thiếu tá, phó trưởng ban tác chiến, sư đoàn 330 quân khu 9. Cách đây 38 năm, ngày 29 tháng 7 năm 1984, trong trận chiến đấu truy quét tàn quân Pol Pot tại Bát Đa Bon, Campuchia, bố tôi đã không may hy sinh và thi hài được an táng ban đầu tại nghĩa trang An Đông 2, Ba Liền, Bát Đa Bon, Campuchia. Nỗi đau mất mát của chiến tranh đã hiện diện trong gia đình của tôi khi trẻ em chúng tôi còn rất còn nhỏ. Khi đó chị tôi mới 8 tuổi, còn tôi mới 6 tuổi. Tuổi thơ của chúng tôi lớn lên thiếu hình bóng của cha. Sự tần tảo của mẹ đã giúp trẻ em tôi lớn khôn, được học hành bằng chứng hoàng bạc. Ngày hôm nay, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc quy tập hải cốt liệt sĩ, chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị và gia đình đã tổ chức đón hải cốt liệt sĩ của bố tôi về quê hương nơi bố tôi sinh ra. Hải cốt sẽ được an táng tại nghĩa trang Đại Nghĩa, huyện Hưng Hưng, tỉnh Thái Bình. Tôi xin thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan đoàn thể, các lãnh đạo của đơn vị, các quý bà con cô bác anh chị gần xa, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân quen đã dành thời gian đến dự cũng như chia buồn cùng gia đình. Tôi xin cảm ơn đến ban tang lễ, ban tổ chức xã Đông Tân, những người đã giúp đỡ hỗ trợ gia đình chúng tôi tổ chức hậu sự cho bố tôi một cách chu toàn, trang trọng. Trong lúc tham gia bối rối không tránh khỏi những sai sót, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Kính thưa các quý vị, thưa bà con cô dì chú bác, sau khi hải cốt của bố tôi được di chuyển từ xã Đông Tân lên an táng tại nghĩa trang Đại Nghĩa, gia đình chúng tôi có bữa cơm nhạt thay lời cảm tạ
kính mong các ông các bà, các cô các chú gì, chú bác bạn bè gần xa có chút thời gian về tại gia đình ở hồi 17 giờ cùng ngày để được đón tiếp và cảm ơn, xin chân thành cảm tạ. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng thông báo chương trình tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh về nghĩa trang liệt sĩ Đại Nghĩa huyện Đông Hưng như sau. Đi đầu là xe chở đoàn kèn chống đi trước. Đi thứ hai là xe chở hài cốt liệt sĩ và tiêu binh. Đi thứ ba là xe chở thân nhân gia đình và bạn bè và đại diện của đoàn đại biểu Ủy ban dân xã Đông Tân và các tổ chức đoàn đi theo heo. Tình thương cha rộng lớn vô
các em con học mỗi đêm. Bởi có cha con vững vàng tiến lên. Mồ hôi cha đã đầm ướt sao làm quên
đông sung, ánh lửa hồng bừng soi đêm thâu, làn khói che sương mờ. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu, có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát cánh đồng. Còn tôi đang mơ mà người tôi yêu dấu cánh xa muôn dặm mà lòng không xa. Chúng tôi nằm đầu gối trên tay nghe chim kêu ngoài bãi, mắt đưa nhìn trời sao lung linh, truyền mãi quên đêm dài. Bạn tôi cho hay sau này sóng chiến đấu sẽ lên nông trường, sớm hôm trên đồng lại mây cày. Còn tôi mong sao bao ngày tôi đang sống sẽ không bao giờ mờ nhạt mãi sau. Giữa khu rừng ngàn năm âm u, nơi biên cương chùa tháp, chúng tôi thường đồi trao suy tư cùng thắp ngọn lửa hồng. Cùng chia cho nhau bao hiểm nguy gian khó, giữa cơn mưa rừng những khi lưng tựa vách chiến hào. Nhiều khi vui sao đang hành quân chiến đấu, lá thư quê nhà truyền tay cho nhau. Lửa hồng bừng soi đêm thâu, làn khói che sương mờ. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu, có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát cánh đồng. Còn tôi đang mơ mà người tôi yêu dấu xa muôn dặm mà lòng không xa. Giữa khu rừng ngàn năm âm u, nơi biên cương chùa tháp, chúng tôi thường đồi trao suy tư cùng thắp ngọn lửa hồng. Cùng chia cho nhau bao hiểm nguy gian khó, cơn mưa rừng những khi lưng tựa vách chiến hào. Nhiều khi vui sao đang hành quân chiến đấu, lá thư quê nhà truyền tay cho nhau. Cùng chia cho nhau bao hiểm nguy gian khó, giữa cơn mưa rừng những khi lưng tựa vách chiến hào. Nhiều khi vui sao đang hành quân chiến đấu, lá thư quê nhà truyền tay cho nhau. Lá thư quê nhà truyền tay cho nhau. Lá thư quê nhà truyền tay cho nhau. Thank you.
dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại, còn tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Quý vị đại biểu, khách quý, chúng ta ổn định tổ chức để buổi lễ cũng xin được bắt đầu. Kính thưa hương hồn liệt sĩ đang ăn nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Đại Nghĩa, huyện Đông Hưng. Kính thưa hương hồn liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh, hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2022, tức ngày 28 tháng 9 năm Nhâm Dần, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Tân và thân nhân gia đình long trọng tổ chức lễ đón nhận liệt sĩ hải cốt liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Liệt sĩ Nguyễn Hải Vinh sinh năm 1948, quê quán thôn Vĩnh Ninh, xã Long Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Nhập ngũ tháng 9 năm 1965, vào Đảng tháng 9 năm 1968, chính thức tháng 9 năm 1969. Cấp bậc chức vụ trước khi hy sinh, thiếu tá, phó ban tác chiến sư đoàn 330 quân khu 9. Hy sinh ngày 29 tháng 7 năm 1984 tại nghĩa trang An Đông, Pai Linh, Bát Đông Bong, Campuchia và được quy tập an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2022, gia đình đã đưa hài cốt liệt sĩ về với quê hương làng xóm. Ngày hôm nay, Đảng bộ, chính quyền xã Long Tân và thân nhân gia đình kính xin được an táng liệt sĩ tại nghĩa trang Đại Nghĩa, huyện Đông Hưng. Kính mong các anh hùng liệt sĩ huyện Đông Hưng đón nhận đồng chí đồng đội về mái nhà chung để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, thân nhân gia đình được phụng dưỡng và thăm viếng. Làm theo chương trình, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu đại diện cho Tòa án dân tối cao, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân xã Đông Tân lên dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ Đại Nghĩa, huyện Đông Hưng. Xin trân trọng kính mời đoàn. Thank you.
hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đề nghị đoàn 1 phút tưởng niệm bắt đầu. Trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân
một mai tôi về làm cát bụi, ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội, xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin rừng nào lá sát tơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy, ôi cát bụi phần này vết mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân. Khi đến trận tuyệt, trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ từ đưa xuống giường. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơi trời cao lồng lộng, ơi đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp lên phần mộ, chúc người yên giấc mộng say, nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Tôi cái chết đã gieo mầm tự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi. Cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia
muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn, nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngập bóng cuối trời, còn ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn, nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con.